Chào mừng các em đến với bài giảng trực tuyến của trường tiểu học Kim Đồng. Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu tiết khoa học lớp 4 tuần 28, bài 55 và 56, ôn tập vật chất và năng lượng. Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức về phần vật chất và năng lượng và các kỹ năng quan sát thí nghiệm, củng cố những kỹ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe liên quan đến nội dung phần vật chất và năng lượng nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào hoạt động thứ nhất. Hoạt động 1, trả lời các câu hỏi. Các em hãy trả lời các câu hỏi liên quan đến phần vật chất và năng lượng sau đây. Câu hỏi số 1. So sánh tính chất của nước ở các thể lỏng, thể khí, thể rắn dựa trên bảng sau. Các em hãy vẽ bảng này vào vở và so sánh tính chất của nước ở cả ba thể, xem thử là ở thể lỏng, thể khí và thể rắn, nước có mùi không, có vị không, có nhìn thấy bằng mắt thường không và có hình dạng nhất định hay không. Các em hãy bấm tạm dừng video và làm bài nhé. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa nào. Như các em đã biết, nước ở thể lỏng, thể khí và thể rắn đều không có mùi và không có vị. Nước ở cả ba thể này chúng ta đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Về hình dạng thì nước ở thể lỏng và thể khí thì không có hình dạng nhất định. Nó có hình dạng dựa vào cái vật mà chứa nó. Còn nước thể rắn thì có hình dạng nhất định. Em kiểm tra xem mình đã điền phần so sánh về tính chất của nước ở ba thể này đúng chưa? Qua cái bảng này chúng ta cũng nắm được tính chất của nước ở cả ba thể, thể lỏng, thể khí và thể rắn. Chúng ta cùng sang câu hỏi số 2. Các em hãy vẽ lại sơ đồ sau vào vở rồi điền các từ bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào vị trí của mỗi mũi tên cho thích hợp nhé. Hãy bấm tạm dừng video và hoàn thành sơ đồ chuyển thể của nước nào. Các em đã hoàn thành xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem nhé. Nước ở thể rắn chuyển thành nước ở thể lỏng. Lỏng chúng ta điền từ nóng chảy. Nước ở thể lỏng chúng ta cho bay hơi sẽ tạo thành hơi nước, là nước có thể khí đó các em. Nước có thể khí chúng ta sẽ cho ngưng tụ lại thành nước có thể lỏng. Nước có thể lỏng chúng ta cho đông đặc lại thành nước ở thể rắn. Đây là sơ đồ chuyển thể của nước. Các em hãy kiểm tra xem là mình đã điền đúng chưa. Nếu em điền đúng rồi thì các em đã nắm được sơ đồ chuyển thể của nước đó nhé. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 3. Các em hãy cho cô biết tại sao khi gõ tay xuống bàn ta nghe được tiếng gõ. Câu trả lời là khi gõ tay xuống bàn, chúng ta sẽ làm mặt bàn rung động và những rung động ấy truyền đến tai ta giúp ta nghe được tiếng gõ đó. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 4. Em hãy nêu một ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt. Chắc hẳn em nào cũng có câu trả lời được đúng không nào? Vật mà tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt mà ai ai cũng biết, đó chính là mặt trời đó các em ạ. Vậy ngoài mặt trời ra, chúng ta còn có thể là có bếp điện hoặc là bóng đèn điện khi có dòng điện chạy qua nè. Rồi chúng ta có lò than đang đỏ lửa thì cũng nó cũng chính là cái vật tự phát sáng và là nguồn nhiệt đấy các em ạ. Chúng ta sang câu hỏi số 5. Các em hãy giải thích tại sao bạn trong hình có thể nhìn thấy được quyển sách. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng giải thích nhé. Các em thấy được là ánh sáng từ đèn đã chiếu sáng quyển sách. Và ánh sáng phản chiếu từ quyển sách đi tới mắt, truyền tới mắt ta và mắt ta nhìn thấy được quyển sách.
Em xem thử mình trả lời đúng chưa nhé. Chúng ta cùng sang câu số 6. Rót vào hai chiếc cốc giống nhau một lượng nước lạnh như nhau. Lượng nước này lạnh hơn không khí xung quanh. Quấn một cốc bằng khăn bông. Sau một thời gian, theo bạn cốc nước nào còn lạnh hơn? Giải thích lý do lựa chọn của bạn. Các em hãy bấm tạm dừng và suy nghĩ nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem thử mình trả lời đúng chưa nào. Các em thấy đấy, sau một thời gian, cốc nước quấn bằng khăn bông lạnh hơn. Vì sao? Vì không khí nóng xung quanh truyền nhiệt làm cho cái cốc, hai cốc có nước lạnh ấm lên. Nhưng khăn bông là chất có cách nhiệt nên nó hạn chế sự truyền nhiệt giữa cốc nước với không khí và sẽ giữ cho cái cốc mà có quấn khăn lạnh hơn so với cốc không quấn khăn. Các em đã nắm được chưa nào? Qua các câu hỏi vừa rồi, chúng ta đã củng cố lại các kiến thức liên quan về cái phần vật chất và năng lượng. Bây giờ chúng ta sang hoạt động số 2 để cùng ôn lại một số thí nghiệm nhé. Thí nghiệm đầu tiên. Cho hình dưới đây. Em hãy quan sát hình và cho biết là thí nghiệm được thể hiện trong hình dưới đây nhằm chứng minh điều gì? Cô mô tả lại cho các em, đây là một cái ống xi lanh và người ta chặn một đầu của ống lại và đầu chúng ta sẽ kéo cái ống bơm lên xuống di chuyển và bịt một đầu lại kéo xuống thì điều gì xảy ra? Bây giờ các em hãy suy nghĩ trong 10 giây nhé. Đã hết giờ rồi và câu trả lời ở đây là thí nghiệm trên chứng tỏ là không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra. Khi chúng ta đẩy đầu bơm xuống và bịt tay lại thì lượng không khí sẽ không ra ngoài được và chúng bị nén lại. Và khi chúng ta kéo ra thì không khí lại giãn ra. Các em đã nắm được chưa nào? Chúng ta cùng sang thí nghiệm tiếp theo. Cho hai hình dưới đây, một hình là một chậu nước, sau đó chúng ta có một cái ly rỗng úp vào chậu nước. Hình thứ hai, chúng ta cũng có một chậu nước và cho một cái chai rỗng vào và nước vào chai thì điều gì xảy ra? Vậy hai thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Các em có 10 giây suy nghĩ nhé. Đã hết giờ rồi. Các em thấy đấy, ở hình số 5 là một chậu nước, chúng ta úp một cái ly rỗng vào chậu nước thì nước trong chậu sẽ dâng lên, chứng tỏ trong cốc nước, cái công trong cốc đó có không chứa không khí. Ở hình số 6 thì chúng ta thấy là khi chúng ta cho một cái chai rỗng vào chậu nước thì lượng nước sẽ tràn vào chai và chúng ta sẽ lấy bong bóng nước nổi lên, chứng tỏ trong chai cũng có không khí. Vậy thí nghiệm được thể hiện trong hai hình này chứng minh điều là không khí có ở mọi chỗ rỗng xung quanh vật. Các em thấy mình trả lời đúng chưa nào? Vậy thì qua các câu hỏi cũng như là phần thí nghiệm vừa rồi đã giúp các em củng cố lại cái kiến thức về cái phần vật chất và năng lượng. Bây giờ để giúp các em nắm chắc kiến thức hơn, chúng ta cùng sang một cái trò chơi có tên là nhà khoa học trẻ. Nếu các em trả lời đúng các câu hỏi của cô đưa ra thì các em sẽ được phong tặng là nhà khoa học trẻ. Các em có muốn tham gia trò chơi không nào? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào từng câu hỏi nhé. Câu hỏi số 1. Nước có hình dạng nhất định ở thể A, thể rắn, B, thể lỏng, C, thể khí, D, cả ba thể rắn lỏng khí.
Các em hãy chọn đáp án đi nào. À, và đáp án của cô là A, thể rắn. À, như các em biết đấy là ớt. Cả ba thể thì chỉ có thể rắn là nước có hình dạng nhất định, còn hai thể còn lại là thể lỏng và thể khí thì nước không có hình dạng nhất định. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 2. Nước bị ô nhiễm có đặc điểm là A, không màu, không mùi, không vị nhưng chứa nhiều vi sinh vật. B, có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, chứa nhiều vi sinh vật gây hại. C, không màu, có mùi hôi, trong suốt. D, có màu sắc lạ, có chứa vi sinh vật, không gây hại cho sức khỏe con người. Mời các em chọn đáp án nào. Và đáp án đúng là B, có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, có chứa nhiều vi sinh vật gây hại là đặc điểm của nước bị ô nhiễm. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo. Nêu thí nghiệm chứng tỏ âm thanh truyền được qua môi trường chất rắn. Các em hãy suy nghĩ. Các em đã có câu trả lời chưa? À, câu trả lời của cô là chúng ta gõ thước lên mặt bàn, áp một tay xuống bàn, bịt tay kia lại, ta sẽ nghe được âm thanh. Đây là thí nghiệm chứng tỏ âm thanh truyền được qua môi trường chất rắn. Chắc hẳn rằng các em còn có nhiều thí nghiệm khác nữa, đúng không nào? Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 4. Nhờ đâu ta có thể nhìn thấy vật? Các em đã có câu trả lời chưa? Câu trả lời của cô là ta có thể nhìn thấy vật là do vật đó tự phát sáng, hoặc có ánh sáng chiếu vào vật đó phản xạ truyền vào mắt ta. Các em đã trả lời đúng chưa? Chúng ta cùng tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo nhé. Ở câu hỏi này chúng ta đúng chọn đờ, sai chọn sờ nhé. Ý đầu tiên, khi đun nước nên đổ đầy nước vào ấm vì nước ở nhiệt độ cao thì co lại, nước sẽ không bị tràn ra ngoài. Câu này các em chọn đúng hay sai nào? Chắc hẳn là các em sẽ chọn sai, đúng không nào? Vì sao lại sai các em? Các em đã biết rồi. Khi nước ở nhiệt độ cao thì nó sẽ bị giãn ra. Vì vậy chúng ta không nên đổ đầy nước vào ấm khi đun nước, vì nước sẽ giãn ra và bị tràn ra ngoài, sẽ làm cho tắt bếp, hoặc có thể là gây bỏng, hoặc là gây ảnh hưởng cháy nổ, vân vân. Các em nhớ là khi đun nước phải đổ nước vào, không được đổ nước đầy ấm nhé. Chúng ta tiếp tục sang ý tiếp theo. Ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khỏe. Nhờ ánh sáng mà ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Điều này đúng hay sai các em? Đáp án của cô là đúng nha. Ánh sáng có vai trò rất lớn trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, cũng như là đời sống của thực vật và động vật. Nó tác động trên mỗi trong chúng ta là suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khỏe. Và nhờ cái ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên đấy các em ạ. Vậy là qua cái phần nhà khoa học trẻ vừa rồi, các em nào đã trả lời đúng được các câu hỏi cô đưa ra thì các em xứng đáng được phong tặng là nhà khoa học trẻ đấy. Cô chúc mừng các em nhé. Qua cái phần ôn tập vật chất và năng lượng, các em thấy rằng là chúng ta hãy biết bảo vệ và giữ gìn môi trường nước cũng như là không khí trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, và hãy chung tay góp sức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để bảo vệ trái đất của chúng ta nhé. Cô nhắc nhở các em ở nhà, các em hãy sưu tầm các tranh ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, vân vân, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hàng ngày, trong lao động sản xuất và vui chơi giải trí nhé. Các em ở nhà hãy thực hành cho cô một cái thí nghiệm sau. Các em hãy cắm một chiếc cọc ngoài trời vào một ngày nắng, đánh dấu bóng của chiếc cọc
sau mỗi giờ. Bóng của chiếc cọc sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày, sáng, trưa, chiều? Và vì sao bóng của chiếc cọc là thay đổi, các em hãy thực hiện và ghi vào vở để nộp cho thầy cô nhé. Và chuẩn bị cho cô bài thực vật cần gì để sống. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em.